Uh, Nam mô Bồ thích sư thích uh, ca mâu ni Phật xưa xin chào các quý vị Phật tử à, ngày hôm nay uh, sư sẽ dạy cho quý vị Phật tử nghe về à, sư sẽ tiếp tục dạy cho quý vị Phật tử nghe về cái bài kinh uh, tướng của cái bài kinh uh, trường bộ kinh số 30 À, như vậy là sư đã nói sơ qua về cái uh, một số uh, thân tướng khác của uh, Đức Phật và vua nhân vương tại sao các ngài lại có một cái thân tướng lại khác người đến như vậy Bởi vì do cả cái công đức của ngài là rất là làm có nhiều thiện nghiệp trong các kiếp quá khứ Cho nên trong kiếp hiện tại của Đức Phật hoặc là vua truyền nhân vương Có một cái thân tướng là khác người và chỉ có Phật hoặc là vua chuyển nhân vương mới có được cái thân tướng này mà thôi, còn ngoại ra thì tất cả những ai à, không có và tất cả xin, xin lỗi. À, còn tất cả những ai mà không có cái thân tướng này thì à, đều không phải đều không phải là là Phật hoặc vua trở nên vương, những ai mà dám mạo xưng cái này thì đều không phải. Họ đang cố ý nói láo mà thôi. Bây giờ sư sẽ nói tiếp về cái tình tướng khác hai bài trước thì sư nói tại sao đức phật lại có dưới lòng bàn chân lại có bánh xe ngàn căm tại sao bàn chân của đức phật lại bằng phẳng lại không hõm như người thường tại sao đức phật lại có thân tướng tròn đầy tại sao đức phật lại không có những điểm khuyết như là vai hay là chân tại sao tay của đức phật lại nó là tròn không dẹt như loài người khác bây giờ sư sẽ nói về qua một số thân tướng khác nha À, bây giờ sẽ là lý do tại sao à, Đức Phật hoặc là vua trở đến vương lại có tay chân mềm mại, con lưới da ở giữa ngón tay và ngón chân quý à, vị chú ý tại sao này, à, lại Đức Phật lại có cái một cái màng lưới, cái màng da ở giữa các kẽ ngón tay, các kẽ ngón chân chúng ta để ý các kẽ ngón chân của con vịt đấy nó có một cái màng da lưới vì có màng da lưới như vậy thành thử ra là giúp cho cái con cái con vịt nó có thể nó, nó bơi nó bơi đi được nó tạo thành một cái đặc tính của loài vịt nó có thể bơi được chúng ta thấy con vịt nó có nhiều đặc tính hay lắm nó có thể bay được nó có thể bơi được nó có thể chạy được nó có thể nặng được như vậy cái con con cá nó khả năng nó nặng nó nặng được nó bơi được nhưng mà nó không có thể chạy được, nó không thể bay được. Đó. À, rồi con chó nó có thể chạy được, nó có thể bơi được, nhưng mà nó không có khả năng bay được. À, Còn chim nó có khả năng nó bay được, nó bơi được, nó chạy thì hơi khó. Nhưng mà con vịt thì nó khác, nó có độ đầy đủ tất cả các đặc tính của con kia. À, như tất nhiên thì nó thuộc dạng đa năng thì nó nó không có thể giống chuyên nghiệp được, à, giống như mấy cái con kia được. Con chim thì đặc tính của nó là bay con vịt nó bay được nhưng mà nó không có được như con chim thôi thì như đức phật thì thân tướng của đức phật thân tướng vua Trần vương giữa các kẽ ngón tay của đức phật và vua đến vương là nó có một cái màng da lưới ở giữa các kẽ ngón tay nó có kẽ ngón tay hay vậy đó mà chỉ các phật hoặc vua đến vương mới có cái thân tướng này mà thôi tại sao các ngài đã có như vậy bởi vì đời trước của Đức Phật hoặc là vua chuyển lên vương làm những thiện nghiệp như thế nào đây? Đó là Ngài làm được đầy đủ gồm bốn thứ đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Với tác động chất chứa tích tụ tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hạ mạng chung thì ngài được sinh lên cõi trời. Sau khi hết à, cõi trời ngài tái sinh ở chỗ này, à, tái sinh lại đời này. vì vậy cho nên ngài có một cái thân tướng là à, tay chân mềm mại, có lưới ở da giữa các ngón tay ngón chân. Ừ. rất là đặc biệt, cho con vịt nó chỉ có cái, cái 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 lưới ở dưới chân của nó thôi, chứ còn cái con vịt thì nó không có tay. nhưng mà Đức Phật hoặc vua Chuyển Đàn vương thì giữa các ngón tay có một cái, một cái màng, ừ. có một cái màng các khe như vậy, nó thành thể giúp cho Đức Phật có thể là vượt múc một một, một, một bồn nước chắc chắn là phải nhiều hơn so với người thường còn người thường bây giờ mà múc, múc một bụng nước lên ấy, là các nước nó sẽ chảy qua các khe ngón tay này và đến khi mà chạy một đoạn đường thì nước trên tay là chẳng còn bao nhiêu hết nhưng mà đức phật thì lại nước rất là nhiều và cái bàn tay của đức phật cái chiều dài của bàn tay của đức phật nó cũng dài hơn so với người thường quý vị chú ý nhé bàn tay của đức phật nó các ngón tay của Đức Phật dài hơn người thường và nó to hơn so với người thường to hơn một gang tay của Đức Phật một gang tay của Đức Phật dài khoảng gấp 3 lần gang tay của người thường một gang tay của người thường khoảng độ 25 cm mà thôi nhưng mà một gang tay của Đức Phật là lên đến khoảng 75 cm rất là dài vị phải Phật đấy. khá là dài bởi vì sao ngày có một cái thân tướng như vậy bởi vì ngày làm bốn thứ là, là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự Hôm nay sư sẽ phân tích kỹ cái vấn đề này cho quý vị Phật tử nghe nhé Thế nào là bố thí Thì cũng nhiều thầy giảng giải về bố thí rồi Giờ sư cũng vẫn tiếp tục sư giảng cho quý vị Phật tử nghe Bố thí tức là mình san sẻ những cái của cải sở hữu của mình có được cho người khác đối với những người đang có nhu cầu sử dụng cho những người đang có nhu cầu sử dụng về những cái vật vật này. Ừ. Là người đang thiếu cơm thì chúng ta sẽ cho cơm, người đang thiếu áo thì chúng ta sẽ cho áo, người đang thiếu mặc thì chúng ta sẽ à, cho họ quần áo. Họ họ đang bệnh, họ đang cần thuốc thì chúng ta sẽ cho họ thuốc men để họ chữa bệnh. Họ đang cần phương tiện đi lại, chúng ta sẽ cho họ tiền để họ đi xe lại cho họ cho họ mượn xe để họ đi lại. À, chúng ta cho vé để họ đi lại thì đó là cái sự bố thí tài sản ở bên ngoài ừ. à, bố thí được phân chia làm tài thí pháp thí phân tài phân chia là như vậy thì tài thí mình có thể phân chia làm hai đó là bố thí cái vật bên ngoài như vừa rồi sư vừa nói à, và bố thí những cái vật bên trong bố thí bên trong chính là bố thí chính cái thân thể này à, chúng ta có thể bố thí máu à, bố thí da bố thí thịt bố thí mắt bố thí tay chân bố thí tim gan hoặc là bố thí thân xác này cho khoa học khi mình à, cho các nhà khoa học cho nhà giải phẫu à, thì cái việc làm này thì thường là bồ tát mới dám làm thôi chứ còn một cái người thường thì khó ai mà dám làm được việc này lắm thưa quý vị. khó có người nào mà dám làm cái công việc mà đem, đem dám đi bố thí đi à, chính bản thân của mình thường họ chờ sau khi chết họ mới dám bố thí thôi À, không ai dám mà để đi, đi móc con mắt của mình cho người ta hiếm lắm à, thường cái cha mẹ vì quá yêu thương con cái của mình à, cho nên mới, uh, uh, mới dám làm thôi chứ còn một cái người mà mình không quen biết không phải máu mộ của mình thì họ chẳng coi ra cái gì cả quý vị chú ý nữa. họ không coi ra cái gì cả và họ không dám đi bố thí là cho tiền cho bạc thì họ có thể họ dám cho chứ cho đi chính cái thân thể của mình thì họ không dám cho đâu Tôi thấy là khá là ít người nghe Quý vị chia sẻ cái bài giảng của Sư lên các nhóm Phật giáo cho mọi người cùng nghe đi Quý vị chia sẻ đi Không biết là nơi quý vị Phật tử nghe Pháp nó có bị mạng có bị đứng không Chứ chỗ Sư chưa thấy là mạng tương đối là đứng đó Mạng nó hơi là không không được mạnh như những như nơi khác Quý vị chia sẻ này các nhóm Phật giáo cho người ta nghe với À, Thì, uh... Đó là cái sự bố thí của bố Bồ, Bồ Tát, Bồ Tát có thể sẵn sàng bố thí luôn cả vợ con của mình, những vật đáng yêu quý nhất của mình. Bồ Tát bố thí, đó được gọi là bố thí Ba la mật. Ngài vun bồi các Ba la mật để cho ngài sớm được thành Phật, sớm thành Phật. Cái mục tiêu cao cả của Đức Phật là bố thí những vật này để sớm ngài thành Phật. Còn như chúng sinh, nhiều khi họ bố thí với mang nghĩa là, là bố thí mang tích là xả bỏ bố thí mang tính là với tâm sân hận bố thí vì sự sợ hãi hoặc là bố thí vì truyền thống hoặc là họ bố thí với mang cái nghĩa là à, vì sự sợ hãi mà họ phải bố thí ừ. nhiều lắm nói chung là nhiều tâm tư bố thí lắm nhưng mà bố thí tự như bồ tát là bố thí để sớm ngày thành phật thì hiếm lắm thưa quý vị Phật tử hiếm lắm ừ. như vậy là sư mới nói qua đó là chỉ là, là là tài thí thôi nha còn một cái cao thượng hơn cả tài thí nữa đó là pháp thí, pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp thí pháp thí tức là mình bố thí đi, pháp thí tức là mình bố thí đi giáo pháp, mình san sẻ những điều mà mình biết, những điều mà mình tốt đẹp cho người khác họ biết. ví dụ như ta bố thí giáo pháp, lời dạy của Đức Phật, à, thế này là thiện, thế này là bất thiện, thế này là phạm tội, thế này là không phạm tội, thế này là có lợi ích, thế này là không có lợi ích mình khuyến khích con người ta đi theo con đường hướng thiện, à, những điều tốt đẹp đem lại lợi ích cho bản thân họ, đem lại lợi ích cho những người khác, à, hoặc là mình giúp cho họ là tránh xa những điều ác, à, đừng làm những điều ác, hãy à, tránh xa những con đường đau khổ này, hãy đi trên con đường đem đến sự an lạc này, à, đó là sự bố thí giáo pháp. Và quý vị nên nhớ là bố thí giáo pháp nó cao thượng hơn rất là nhiều lần so với bố thí tài vật tại sao cái ông cấp cô độc ông bố thí nhiều đến như vậy được người ta rất là tôn kính ông cấp cô độc người ta có thể họ hạ mình đối với ông cấp cô độc nhưng mà so sánh với sự hạ mình với ông cấp cô độc và người ta hạ mình đối với đức phật thì người ta hạ mình đối với đức phật hơn đức phật dù mặc dù đức phật không cho người ta bất kỳ một cái thứ gì khác Ngài không hề cho người ta tiền, không cho người ta nhà cửa, không cho người ta xe cộ, không cho người ta vợ con, vân vân. Đức Phật không cho người ta những những cái điều như vậy. Đó là những việc mà trong kiếp quá khứ Đức Bồ Tát đã làm nhiều cái công việc này rồi. Trong kiếp hiện tại thì ông cấp cô độc cho nhiều như vậy thì người ta rất là tôn kính ông cấp cô độc. Nhưng mà để hạ mình thì người ta hạ mình với Đức Phật hơn. Và cái điều này à, cũng đã được nạp lại trong cái à, kinh pháp trang nghiêm về một cái lời của ông uh, vua ông vua có tên là ông vua Bà tên lạc là ông vua Pasenadi. ông vua ông, ông nói rằng bạch đức thế tôn con có hai người hầu cận họ ăn cơm của con họ đi xe của con danh vọng con cho họ à, ấy vậy mà họ hạ mình với con không bằng hạ mình với đức thế tôn à, quý vị nhớ nhé rồi à, họ nói chuyện với pháp à, về pháp với nhau đến nửa đêm thì họ mới ngủ thì đầu của họ hướng về phía đức phật còn chân họ lại hướng về con quý ừ. vị thấy này là nó, cái, cái cái đức hạnh công hạnh của đức phật nó lớn nào như vậy đấy người ta tôn kính đức phật hơn hơn là cả ông vua nữa à, quý vị chú ý là người ta tôn kính đức phật hơn cả ông vua nữa. ông vua ông cho người ta danh vọng ông vua ông cho người ta của cái À, ông vua ông cho người ta xe cộ những điều gì tốt đẹp ở đời ông vua ông cho à, nhưng <laughs> người ta vẫn tôn kính đức phật hơn đức phật không hề cho người ta của cải không hề cho người ta xe cộ không hề cho người ta danh vọng nhưng ấy vậy mà người ta tôn kính đức phật hơn chính vì thế cho nên người ta bảo là pháp thí nó cao hơn so với tài thí là vì như vậy à, quý vị có thể đem cho cơm người ta à, cho cơm người ta cho xe cộ người ta À, cho quần áo người ta nhưng những cái thứ tài thí ấy là cái tài thí có giá trị mà giá trị này có thể mua bằng tiền được mà người ta có câu nói những gì mà có thể mua được bằng tiền thì nó sẽ gắn liền với hạn sử dụng bị à, chú ý nhé cái gì mua được bằng tiền là sẽ gắn liền với hạn sử dụng còn cái mà nó không gắn liền cái gì mà không thể mua được bằng tiền thì nó sẽ không có gắn liền hạn sử dụng và cái giá trị của nó sẽ là rất lớn cái mà không thể mua được bằng tiền thì giá trị của nó rất là cao rất cao cho nên tại sao Đức Phật dạy trong cái bài kinh thừa tự pháp Đức Phật dạy hãy là người thừa tự giáo pháp của Như Lai đừng là người thừa tự tài sản đừng là người thừa tự tài vật Đức Phật đã dạy như vậy vì giáo pháp là cái cao quý hơn cao thượng hơn cao thượng hơn rất là nhiều mình cho người ta cơm người ta ăn người ta có thể giúp cho người ta thoát được một cái cơn đói trong một vài bữa một vài ngày mình cho người ta như vậy nhưng mình cho người ta giáo pháp thì người ta có thể đem lại sự an lạc cho người ta ngay trong thực tại đấy là mình cho người ta trí tuệ người ta đem cho người ta sự an lạc trong hết cả cuộc đời của họ mà luôn, Nhưng quý vị chú ý nhé. Xin à, lấy ví dụ, à, quý vị à, cho người ta một tấn lúa đi, quý vị cho người ta một tấn lúa, một tấn gạo, à, không bằng cái việc quý vị dạy cho họ cái phương pháp để tự làm ra lúa gạo. Quý vị phải cho cái đó thì nó mới cao thượng hơn rất là nhiều. À, quý vị cho cái đó, nó mới cao thượng. Còn đơn thuần quý vị chỉ cho người ta lúa cho người ta gạo người ta ăn xong người ta nuốt khỏi cổ xong người ta bỏ người ta đi à. Ngày nay sư để ý thấy nhiều ngôi chùa bây giờ Phật tử họ đến chùa thì nhiều cái thầy chùa bây giờ đi lấy cơm lấy gạo ra đi bao đãi những người tín thí, bao đãi đãi những người Phật tử rồi không giảng dạy giáo pháp gì cho các quý vị Phật tử thì những người Phật tử họ đến họ ăn no một bụng cơm vậy thôi. Họ đến ăn no một bụng cơm họ lại Phật xong họ về và họ gặp các vị sư họ thiếu lòng tôn kính. Họ thiếu tôn kính, xin nói thật với quý vị Phật tử đấy, họ thiếu lòng tôn kính, còn những cái ngôi chùa xưa để ý xưa để ý nhiều cái ngôi chùa bây giờ cái vị thầy trụ trì hoặc là những vị thầy trong chùa đấy, mặc dù không cho họ bất kỳ một hạt cơm nào, khi Phật tử đến thì các thầy chùa đó niềm nở đón tiếp, hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm công việc làm ăn rồi à hỏi thăm tâm tư của họ xem họ có được thảnh thơi, có được an lạc hay không. Còn nếu họ không thảnh thơi, không được an lạc thì các thầy ấy sẽ cho họ một bài thuyết pháp khuyến khích họ an trú vào à, cái tâm thiện, từ bỏ tâm bất thiện giúp cho họ, cái tâm họ có tánh hành xả đem lại sự an lạc ngay trong thực tại của họ. Thì những cái ngôi chùa đấy sự để ý thì những Phật tử họ tới thường xuyên hơn họ cung kính hơn họ đảnh lễ nhiều hơn quý vị để ý quý vị sẽ thấy còn ngôi chùa mà đi lấy cơm lấy rị, lấy nước à. lấy cơm lấy nước thấy đồ ăn cho họ ăn một cách linh đình như vậy đấy nhưng mà họ để họ tôn kính họ chưa chắc đâu chỉ chắc họ đã tôn kính đâu sư dám đảm bảo cho quý vị phật tử như vậy đấy à, và ngay cả cái vấn đề về bạn bè cũng như vậy mà thôi một cái uh, sư đã từng gặp nhiều các hạng người bạn như hạng người bạn ngày trước sư chưa xuất gia sư đã từng lấy cơm à, lấy tiền của mình sư bao đãi họ trong các cuộc ăn uống cho các cuộc à, đi à, chơi bời nhưng mà họ thực sự họ không có tôn kính sư họ không có thực sự tôn trọng sư mời họ đến ăn thì họ đến rất sớm họ đến liền họ đến vui vẻ với sư sư mời ba người thì lập tức ba người họ tới Họ tới liền với sư Họ ăn uống với sư, họ ngồi với sư Hai tiếng, ba tiếng đồng hồ Họ ngồi, họ nhậu, họ uống bia, uống rượu với sư Trong một thời gian Khá là dài như vậy Rồi sau đó sư dẫn họ đi hát karaoke Họ sẵn sàng, họ đi luôn Họ chơi thâu đêm với sư luôn Họ sẵn sàng, họ làm điều này Dù cho đó là Là, là Thế nào để họ vẫn đi với sư Vì họ cho sư cho họ ăn, cho họ nhậu cho họ nhảy họ múa họ hát họ rất nhiệt tình trong vấn đề việc mà sư bảo đại họ nhưng một thời gian sau sư có một cái công việc bận đột xuất sư có bận công việc đột xuất sư nhờ họ hãy đến giúp tôi công việc này hãy đến giúp tôi công việc kia thì cái người đấy họ lại lấy cớ à, này tôi hiện tại tôi uh, đang bận rồi tôi không thể giúp bạn được đâu chứ gọi ba người cả ba người đều từ chối đến giúp sư rất là lạ kỳ lần sau nữa sư thử thêm lần sau nữa thì liệu họ có đến giúp sư hay không lần sau nữa họ cũng nói một cái câu như vậy là tôi bận rồi tôi không giúp bạn được nữa lần sau nữa sư thử thêm lần thứ ba nữa xem họ có giúp sư hay không họ cũng nói tôi bận rồi bạn ạ tôi không giúp bạn được đâu tôi đang bận công việc này tôi đang bận công việc nào họ lấy đủ lý do để họ từ chối đến việc giúp sư Ừ. họ từ chối để họ họ giúp sư như vậy thưa quý vị Phật tử à. cho họ ăn thì họ đến ngày họ đến đúng giờ lắm ừ. cho họ đi chơi họ đi chơi hết họ gác hết cái công việc của họ họ đi chơi với sư được nhưng mà bảo họ đến giúp một cái công việc họ y như là họ lý do từ chối có một lần à, sư à, đi xe máy sư đánh sư bị người ta ăn trộm mất cái mũ bảo hiểm thôi à. sẽ đến chưa gặp họ nay à, anh cho tôi mượn cái cái mũ bảo hiểm tôi chạy ra ngoài kia tôi chạy ra ngoài chợ tôi uh, mua cái mũ bảo hiểm chứ không bây giờ mà đi xe máy mà không mũ bảo hiểm là công an học phạt á ừ. từ cái chỗ uh, đó đi ra ngoài chợ khoảng tầm 300 m thôi thực cứ cho là lên, lên tới 500 m đi Để. sư mượn cái mũ bảo hiểm của họ mà trước đó sư cho họ ăn rồi đó mà cho tôi mượn mũ bảo hiểm tôi chạy đến uh, tôi mua mũ bảo hiểm thế là tôi quay lại tôi trả bạn anh cái mũ bảo hiểm ấy thế mà họ cũng lý do là họ bận ấy thế mà lý do là họ bận hãy cho họ ăn được họ ngồi mấy tiếng đồng hồ với sư họ đi chơi thâu đêm với sư thì, thì được đấy mà đứng chờ sư cứ 10 phút đồng hồ cứ cho lắm là 10 phút đồng hồ đi sư đi mua bảo hiểm đi ấy thế mà họ còn lý do là tôi bận tôi tôi đang bận tôi đang đi gấp Mấy quý vị thấy không cho họ ăn nhưng mà họ thực sự họ không tôn trọng mình còn như đức phật à còn như đức phật thì sao đức phật không hề cho người ta bất kỳ một hạt cơm, một hạt gạo nào ngược lại đức phật còn đến nhà họ đức phật xin cơm của họ nhưng đức phật chỉ thuyết pháp cho họ mấy lời mà thôi à, thậm chí đức phật có thể thuyết pháp cho họ hàng tiếng này qua tiếng pháp đức phật thuyết pháp cho có một mình thôi ví dụ như bài kinh giáo thọ thì ca là việt trong bài kinh, kinh trường bộ đó à nếu mà giờ mà ngồi mà thuyết pháp như vậy tính ra phải đến một tiếng hoặc hai tiếng đồng hồ mới xong cái bài cái kinh đó mà đức phật thuyết cho duy nhất một mình cái ông à, cư sĩ tên là giáo thọ thì ca la việt ông ấy cung kính ông đảnh lễ đức phật rất tôn kính rất tôn kính cho thưa quý vị phật tử dù rằng đức phật chẳng cho họ một hạt cơm một hạt gạo nào đức phật còn còn nhận cái sự cúng dường của họ, họ còn cúng dường lại cho đức phật với lòng hết lòng tôn kính đối với đức phật cho nên tại sao là cái pháp thí nó cao quý hơn so với là tài thí họ cung kính rất là nhiều vị chú ý nhé Đấy. À, cho nên con cái ở trong gia đình của các quý vị phật tử cũng vậy quý vị phải nên cho con cái mình học nghề học nghiệp cho con cái học nghề học nghiệp hơn là quý vị lao vào quý vị làm việc rồi quý vị cho con cái mình của cải tài sản quý vị đừng mong rằng sau này con cái nó có hiếu với mình, đừng có vị mong là đừng chỗ cứ nghĩ rằng ở với cái số tài sản lớn thế này con cái của ta cả đời ăn tiêu nó được, nó đỡ vất vả, không có đâu thưa quý vị Phật tử, quý vị cho nó cái số lượng tài sản lớn như vậy nhưng quý vị không cho nó một cái nghề nghiệp, không dạy nó cái cách yêu nghề, không dạy nó cái cách biết ơn đối với bậc cha mẹ biết ơn những người đã từ dạy của mình á thì cái số tài sản của quý vị quý vị cho nó thì nó ăn nó chơi hết chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn nó không quý trọng những cái tài sản mà cha mẹ đã làm ra nó không quý trọng đâu thưa quý vị phật tử nó không quý trọng cái tài sản đó đâu và nó ăn chơi hết rồi nó về nó tiếp tục nó về nó hỏi xin cha mẹ nó cha mẹ con không cho con tiếp mình không còn bắt đầu nó lại dở trứng nó lại dở cái cái thói lưu manh của nó ra đó là việc chúng ta đã không cho họ không cho những đứa con của mình những cái bài giảng tốt đẹp mình không đưa con cái mình tới gặp những vị thầy chân chính mình không tự đưa tới thành thử đó con cái nó hư hỏng thôi và đó cũng là một cái thực trạng giáo dục của Việt Nam ngày nay giáo dục của Việt Nam ngày nay là ít chú trọng trong cái việc dạy đạo đức cho học trò chủ yếu dạy học trò các nghề nghiệp nhiều khi là thầy cô lên lớp dạy cho hết thời gian là xong là về thôi chứ cũng không chú trọng quá nhiều vào vấn đề dạy dạy đạo đức cho học trò và nhiều người học trò học à, học xong các môn học học xong môn toán học xong môn lý học xong môn hóa học xong rồi Nhưng mà đến khi gặp lại người thầy của mình thực sự không tôn kính không tôn kính người thầy của mình bởi vì sao bởi vì sao bởi vì các thầy đã không dạy đạo đức tôn sư trọng đạo thường xuyên cho các học trò nhớ là các thầy có nói vấn đề về tôn sư trọng đạo nhưng quá ít đi quá hạn chế đi thậm chí cả tháng trời mà học sinh không được học những điều này vì sư từng trải qua những năm tháng còn học sinh sư biết mà cả tháng trời không được học không được nghe vấn đề thế nào tôn sư trọng đạo không được nghe là về nhà phải hiếu dưỡng mẹ cha như thế nào sư nói thật cho quý vị phật tử hết 3 năm trời sư học ở À, à, ở những năm cấp 3 đó duy nhất một lần là thầy hiệu trưởng nói là thầy đến trước lớp thầy nói các em hãy cố gắng học đi cha mẹ các em đang đội nắng đội mưa ở ngoài đồng cái kia các em phải ráng học đi à, tí là thầy hiệu trưởng ông khuyến khích cho các em học sinh học đó. biết nhớ ơn cha mẹ cứ có lần đó thôi à còn lại thì dường như chẳng thấy thầy cô nào nhắc đến vấn đề hiếu kính cha mẹ đó là một điều rất hạn chế mà trong khi cha mẹ là cái đấng rất cao quý trong gia đình là bậc thầy trước nhất trong gia đình là một cái đấng phạm thiên trong gia đình nhưng người ta đã quên mất cha mẹ của mình và người ta chỉ nhớ đến vấn đề trai gái bạn bè mà thôi chính vì như thế người ta tôn trọng những cái không thuộc về dòng máu họ không trọng không tôn trọng những cái về thuộc về cha mẹ sư đã từng nghe một cái một cái đứa con gái vào cái ngày tổ chức lễ sinh nhật của nó đấy, nó mời rất đông bạn bè của nó đi, rất đông bạn bè đi ăn chơi trong nhảy múa và sau cái cuộc ăn chơi nhảy múa sau một đêm đấy, nó đem về cha mẹ, à đã đem về cho cha mẹ của nó là một khoản nợ lên đến 12 triệu đồng, 12 triệu đồng sau một cuộc ăn chơi, đó là một sự thất bại trong việc giáo dục của cha mẹ và thầy cô Đúng ra và cái ngày đó là nên cha mẹ của nó phải dạy nó là à ngày này năm đấy mẹ đã sinh con ra vất vả như vậy Mẹ đã mang thai con chừng ấy ngày tháng năm những vất vả như vậy rồi những năm tháng à, cho bú mớm nó vất vả đến như vậy à. Đúng ra những vấn đề này cha mẹ phải giảng dạy cho con cái Đúng ra thầy cô phải giảng dạy cho con cái Để vào cái ngày sinh nhật Con cái phải nên quay về hiểu dưỡng với cha mẹ Trả ơn cha mẹ Nhưng đằng này nó không nghĩ tới đó Nó lại nghĩ tới bạn bè của nó Nó rủ rê bạn bè, nó cả đống cả đám ấy. đi ăn nhậu, chơi bời một cái bữa thật to Đi hát karaoke một bữa thật to xong về Nó đem cho cha mẹ một cái tờ phiếu Nợ 12 triệu đồng Đến là, là buồn luôn Tại sao như vậy? Bởi vì cha mẹ đã thiếu trong việc nghe giảng Phật Pháp Không chịu đến chùa gặp các bậc chân tu để nghe giảng Phật Pháp Và cái chương trình giáo dục cũng đã quá hạn chế vấn đề Nói về công ơn hiếu dưỡng cha mẹ Dạy quá ít Chỉ nói sơ sài công ơn Công cha như núi Thái Trơn Đức Mẹ à, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Nói cái câu đó xong cũng Chẳng biết là thế nào là công ơn như núi Thái Sơn Thế nào là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra cho nên mới xảy ra cái tình trạng như vậy à, Cho nên à, Đức Phật phải dạy là Bố thí tài thí Là một điều tốt Mà còn cao thượng hơn sự bố thí tài vật nữa Đó là bố thí Giáo pháp Bố thí trí tuệ, san sẻ trí tuệ Chia sẻ những điều hay Tốt đẹp cho người đó Nó cao thượng hơn gấp bội Bội lần so với việc chúng ta cho Tài sản phải Nhớ nhé cho họ một cái chén cơm mà ăn họ nuốt qua khỏi cổ rồi đấy qua ngày mai nó biến thành một đống phân thối thôi họ không đem theo được vị chú ý nhé không đem theo được cho họ một bữa cơm trị giá lên tới khoảng một triệu đồng họ ăn nuốt qua khỏi cổ qua ngày mai nó thành đống phân thối liền năm nó trở thành một cái vật không thể sử dụng được cùng lắm là đem bón phân à, bón, bón, cây mà thôi và trở thành một cái thứ bất tịnh không ai muốn nhìn còn chỉ cần cho họ à, 30 phút giảng dạy cho họ một tiếng giảng dạy mỗi ngày hoặc là thỉnh thoảng cho họ một tuần cho họ một bài giảng dạy cũng được. Nhưng những lời giảng dạy đấy nó không thể trở thành phân thối được mà ngược lại nó trở thành một cái viên ngọc quý và nó đi theo người này hết cả cuộc đời. Và đi đến đâu người ta cũng có thể sử dụng được. Đi đến đâu cũng sử dụng được. Quý vị hiểu chứ, cho trí tuệ là quý vị đã cho tất cả Đã cho rất nhiều rồi Vì vậy cho nên người ta nói là mất tiền là mất nhỏ Mất danh dự là mất lớn Mà mất trí tuệ Là mất đi tất cả Mất niềm tin, mất trí tuệ là mất tất cả Quý vị nên hiểu như vậy Mất trí tuệ là mất tất cả rồi đó là sự lợi ích của cái việc là bố thí giáo pháp nó cao thượng hơn so rất nhiều lần so với à, bố thí tài vật à, rồi bây giờ một cái việc làm tiếp theo của đức Bồ tát hoặc kiếp trước của vua truyền đến vương đó là nói lời ái ngữ ái ngữ nói lời ái ngữ đó là gì bốn loại ngôn ngữ cần phải nói thuộc về ái ngữ thứ nhất là nói lời chân thật thứ hai là nói lời có lợi ích thứ ba lời nói có từ tâm à, thứ tư là lời nói đúng thời và thứ năm là lời nói à, à, nhu nhuyến mềm mại đó là năm loại ngôn ngữ khi người ta sử dụng vậy chú nhé đó là năm loại ngôn ngữ sử dụng nói phải lời nói khi nói ra là phải là lời nói chân thật trước hết là phải lời nói chân thật không phải là lời nói hư dối vì những lời nói hư dối là những lời nói không thể sử dụng được trừ trường hợp về mục đích cứu người thôi thì người ta mới phải nói dối thôi ví dụ một đứa trẻ đang ở trong một cái ngôi nhà lửa à, mình nói dối phải hãy, con hãy chạy mau ra đây cha à, cho con đồ chơi đẹp nè à, mình nói dối nó như vậy vì mục đích là để cứu nó cái đứa bé nó chạy ra Mình không cho nó bất kỳ một cái đồ chơi đẹp nào Thì mình cũng không phạm tội nói dối à, Còn trường hợp bằng lại Nói dối vì à, mục đích Bản thân, là ích kỷ bản thân Hoặc ích kỷ nhóm mà gây hại cho người khác Làm mất niềm tin người khác Sự nói dối đấy là sự nói dối à, Có tội à, Chỉ trường hợp là chúng ta nói dối là cứu người thôi Thì trường hợp nói dối đó vô tội mà thôi Vì tâm từ mà nói dối Chứ không phải là vì tâm tham mà nói dối Và trường hợp chúng ta vì tâm tham vì tâm sân mà chúng ta nói dối đó, sự lời nói dối đó sẽ đưa đến địa ngục quỷ đó súc sinh và Atula, đưa đến cái đó đưa đến triệu khổ não đó. Còn à, à, lời nói, à, lời nói có từ tâm là như thế nào? À, đó là lời nói không có sân tâm. Từ tâm thì nó trái ngược lại với, với sân tâm mà à, người có sân tâm thì cái lời nói của họ dù có chân thật đi chăng nữa nhưng mà nó khó nghe thì cũng có thể khiến cho người ta trở nên có tác dụng ngược và lời nói có sân tâm thì có thể gây cho họa cho cái người đó vị chú ý nhé lời nói mà kèm với sân tâm này nó có sân tâm đó là lời nói mà nhiều khi người ta phải sử dụng những ngôn từ người ta phỉ bán người đó hoặc là gây cho cái người nghe cảm thấy ức chế cái nỗi cái nỗi tai của mình như uh, câu chuyện của lã bố và cha đẻ của mình đó cái ông lã bố ông là một cái người thiếu trí ông lã bố cũng thiếu trí ông đi theo ông đồng trác mà đồng trác là một cái tên gian manh xảo quyệt với đầy mưu mô và gây hại cho rất là nhiều người thì ông lã bố đi theo ông đồng trác như vậy thì cha của lã bố uh, thấy là đứa con của mình không nên à, đi theo cái ông lã bố như vậy uh, là sẽ gây hại cho lã bố và gây hại trong dòng họ Thì người cha của lã bố mới khuyên Con của mình là đừng đi theo lã bố Lã bố là một À đừng đi theo đồng chác Đi theo đồng chác của mình sẽ gây đau khổ lắm Hắn là một kẻ gian dối đừng đi theo Mặc dù người cha đã khuyên con của mình như vậy Nhưng lã bố đã không nghe theo Và cha của lã bố nó nổi sân đối với đứa con của mình Nổi sân đứa con của mình à. Rồi à, dùng nhiều cái ngôn từ mắng nhiếc đối với con của mình. Nhưng mà tất nhiên thì lời nói sự thật thì nó khó nghe mà, thuốc uống dã thật sự thật à, mất lòng mà. Cái ông lão bố ông ấy chỉ thích nghe những lời à, nghe những lời nịnh hót của đồng cha mà thôi. Còn cái lời nói của cha của người cha của mình cha đẻ của mình thì nó thật nó khó nghe. À, chính vì ông lão bố ông thích nghe những lời mật ngọt như vậy, là ông lão bố nó không nghe thì lời cha mình và đã giết đi chính cái cha đẻ của mình phạm một cái tội đại bất hiếu. Như vậy thì cái nằm ở cái chỗ này là lỗi một phần là do người cha của mình, người cha của lão bố đã không khéo léo khuyên nhủ ông lão bố và một phần là do lão bố đã thiếu được sự giáo dục về vấn đề đạo đức và không hiểu được giá trị của nhân quả, cho nên ông lão bố đã giết đi chết người cha của mình và đi theo ông độc cháp. Và tất nhiên thì cái nghiệp cái nghiệp giết cha rồi cái nghiệp à, giết người như vậy thì sau này ông lão bố cũng bị tào tháo bắt được và tự hình tính nghiệp rất, rất là nặng Vậy lời nói sân tâm là một cái lời nói có thể đem đến một cái tác dụng ngược không không có tác dụng mặc dù chúng ta nói thật như vậy nào, chúng ta nói thật phải kèm với lời nói có từ tâm với người đó có từ tâm từ tâm nhé từ tâm mà nói thứ ba là lời nói có lợi ích, lời nói thật nhưng nó phải có lời nói có lợi ích nữa cơ, à, lời nói từ tâm vào có lợi ích. Còn những lời nói thật nhưng mà nó không có lợi ích, không lợi ích không đưa đến như con giúp cho con người ta có trí tuệ, mình, mà mình nói thật lại khiến cho người ta càng u mê càng mê muội hơn thì những lời nói đấy chúng ta không nên nói. Ví dụ lời nói nào mà không không có lợi ích, Thí à, dụ như mình nói hôm qua tôi mơ một giấc mơ tôi ăn một ăn ngon lắm hoặc tôi gặp một cái người đàn bà đẹp lắm hoặc tôi thấy một người đàn ông đẹp lắm hoặc tôi thấy à, tôi thấy cái nọ tôi thấy cái kia đó là lời nói không có lợi ích hoặc cái lời nói về thức ăn cái lời nói về vua chúa Có lời nói về quan lại hoặc là lời nói về hiện trạng của đại dương hiện trạng của vũ trụ ta nói những vấn đề mà nó phù phiếm ta bàn luận là thế giới là thường hay vô thường vũ trụ này hữu biên hay vô biên rồi như lai còn tồn tại sau cái chết thân thể là một hay là khác, vân vân. Đó là những lời bàn luận phù phiếm không có lợi ích thì quý vị Phật tử không nên nói những dạng lời nói không có lợi ích. Vậy thế nào là lời nói có lợi ích? Lời nói có lợi ích. Cũng như Đức Phật khẳng định định nghĩa là lời nói có lợi ích à. Đây là những điều khổ, đây là những nguyên nhân của sự đau khổ, đây là sự tận diệt của sự đau khổ và đây là con đường đi sự tận diệt của đau khổ. Thì đấy là con đường tụ tập của đức phật còn nếu một cách chi tiết cụ thể hơn dành cho người cư sĩ tại gia thì những lời nói nào có, có lợi ích thì sư đọc rất là nhiều bài kinh ví dụ như là cái bài kinh tăng chi chương tám pháp chẳng hạn đức phật nói đối với người cư sĩ làm sao để có được sự an lạc trong đời này làm sao để có sự an lạc trong đời sau thì đức phật dạy rằng có bốn pháp để đưa đến sự an lạc trong đời này đó là đầy đủ sự phòng hộ đầy đủ sự tháo vát À, làm bạn với thiện Và thứ tư là sống thăng bằng điều hòa Đầy đủ sự tháo vát Tức là người này phải siêng năng nỗ lực làm việc Và khả năng dạy bảo người khác làm việc Đầy đủ sự phòng hộ Tức là cái tài sản sau khi thu hoạch rồi Phải biết cách bảo vệ, biết cách giữ gìn Để tránh khỏi sự trộm cắp của vua chúa trộm, à, Chiếm đoạt của à, của trộm Biết cách bảo vệ khỏi bị nước trôi khỏi bị lửa cháy, khỏi bị gió uh, thổi bay hoặc là kẻ thời tự không xứng đáng à, biết cách bảo vệ cái tài sản của mình, rồi uh, dạy cho họ cái cách để họ à, làm sao sống thăng bằng điều hòa, để làm sao à cái tiền là mình xuất ra, tiền làm vốn mình xuất ra và cái tiền lãi mình thu về à, nó uh, mình phải biết sống thăng bằng à đây là khoản tiền có lợi ích cho bản thân, đây là khoản tiền có lợi ích cho vợ con, đây là phần khoản tiền đem đóng góp công ích cho xã hội. À, đây là khoản tiền bắt buộc phải sử dụng. À, đó là đề phòng ốm đau và đây là khoản tiền ta sẽ dùng để làm vốn cho cái công việc làm ăn tiếp theo. À, như vậy thì chúng ta phân tích đem đây sẽ ăn là trong thực tại có lời nói có lợi ích. Rồi à, sống à, làm bạn với thiện à, phải biết à đây là những người trí đây là những người có thiện lành đây là những người xấu cần phải tránh xa đây là những người có trí tuệ đây là những bậc thầy đáng được thân cận đáng được gần gũi chúng ta cần phải thân cận đối với những người như vậy à, đây là làm bạn với thiện à, đây là sự đây là sự bố thí đem lại lợi ích như vậy cho người khác đây là lợi ích cho mình cho mình cho mình rồi à, mình phải nói à cần phải có sự giữ giới giữ giới thì đem lại lợi ích như vậy còn không giữ giới đem lại sự à, tai họa như vậy vân à, vân à, rồi à, phải sống giữ gìn giữ với tâm tính hiền lương để quy y Phật quy y pháp quy y tăng nó có lợi ích như vậy vân vân thì đời nói đó là lời nói có lợi ích đem lại lợi ích ích lợi cho đời này và lợi ích lợi cho đời sau đó lời nói có lợi ích đấy và sự đọc hết các bài kinh của Đức Phật Sự không thấy một bài kinh nào mà Đức Phật lại nói những lời nói mà không thật không có một bài kinh nào mà Đức Phật nói với sự sân tâm không có một bài kinh nào mà Đức Phật nói những lời nói vô giá trị. Quý vị đọc, quý vị để ý. Quý vị càng đọc kinh Phật, quý vị càng thấy cái giá trị lời dạy của Đức Phật. Nó uh, nó có giá trị thời đại của Đức Phật. Nó có giá trị thời đại hiện tại bây giờ. Và có giá trị về sau nữa. Rất có giá trị, thưa quý vị Phật tử. Uh. À, rồi lời uh, nói ái ngữ đó là lời nói uh, đúng đúng thời về lời nói chọn thời điểm đúng thời để mà nói chứ còn nếu không đúng thời thì nói cũng không có hiệu quả đâu như cái cây như cái cây xoài mà ra trái á, thì nó phải đúng thời thì nó mới ra trái mà nó ra trái rồi nó phải đúng thời thì thì nó mới quả nó chín về thì đúng thời chúng ta mới nên hái còn chúng ta hái mà nó sai thời sai thời điểm thì nó còn non quá thì chúng ta ăn cái quả xoài nó sẽ chua mà muộn quá thì quả xoài nó chín nó thối rồi làm sao mà ăn được nữa phải đúng thời thì tương tự như vậy thì đối với các chúng sinh thì đúng thời Đức Phật sẽ thuyết pháp đúng thời Phật không thuyết pháp Đức Phật à, ví dụ trong Tạng Luật Đức Phật là chờ đến lúc mà khi có sự hư hỏng về giới luật lúc đó Đức Phật mới thuyết pháp mới quy định về giới luật Đức Phật không bao giờ quy định giới luật ra một loạt trước nhé không bao giờ Đức Phật quy định giấy luật xong này mình trước cho áp đặt cho quý vị à, à, cho các à, à, đệ tử của mình tuân theo nhé trừ khi nào có sự chê trách có sự hư hỏng bị nhiều người chê trách lúc bấy giờ Đức Phật mới quy định giấy luật Ví dụ như là tại sao Đức Phật không quy định là tỳ kheo không được hành dâm thì phải chờ có lúc mà thời điểm khi mà xảy ra có một vị tỳ-kheo đã hành dâm với người vợ cũ của mình như vậy xảy ra có sự chê trách của rất nhiều người thì lúc bây giờ đức phật quy định giấy luật ngay tại thời điểm đó cũng ví như một cái áo một cái áo đang mới để chờ đến khi nào mà cái áo đó nó rách nó bị thủng thì bây giờ ta mới may ta mới vá xong chứ không ai dạy gì đi may, may vá trước vậy hoặc là tự như là chúng ta đang khỏe mạnh như vậy chúng ta không dạy gì mà chúng ta đi uống thuốc trước cả phải chờ đến thời điểm chúng ta bị bệnh gì chúng ta mới uống thuốc đó pháp của đức phật nó, nó có dịu dụng như vậy đó tùy từng thời điểm đức phật mới thuyết pháp đức phật thuyết pháp đúng thời và không ai có thể phản đối được đức phật không ai phản đối được đức phật điều gì xét trong góc độ giấy luật nó như vậy rồi hoặc là trường hợp như ông vua a xà thế đức phật biết trước là ông vua a xà thế ông có thể ông giết chết cha của mình để tranh giành ngôi báo nhưng đức phật không đi đến với ông vua a xà thế đức phật thuyết pháp trước tại sao như vậy bởi vì đó không phải là thời điểm để đức phật thuyết pháp và cái nghiệp duyên của ông vua a xà thế và vua Bimisara là nó có cộng duyên với nhau đức phật không đức thuyết pháp mà giả sử như đức phật thuyết pháp trước trước đó thì lúc đó ông vua a xà thế ông đang có lòng tham rất lớn đang lòng sân rất lớn có sự khao khát rất lớn ông không có thể khả năng lãnh hội được lời dạy của đức phật ông không thỉnh cầu đức phật cho nên đức phật không đến để thuyết pháp cho ông vua a thế và đến một lúc nào đó ông vua a thế ông hối hận đối với việc làm của mình à, thì ông, ông vua a thế ông mới có lòng tôn kính đối với đức phật thì bây giờ đức phật mới thuyết pháp cho ông vua a sa thế phải có sự tôn kính và có sự lắng nghe thì đức phật mới thuyết pháp còn trường hợp không tôn kính đức phật không lắng nghe đức phật đức phật không thuyết pháp cho người đó vị chú ý nhé không phải là vì Đức Phật không có từ tâm đối với ông vua xả thế đâu không phải Đức Phật à, không có từ tâm ông xả thế Đức Phật để cho ông vua xả thế giết cha của mình đâu không phải đâu vì không đúng thời thuyết pháp không có hiệu quả cho nên Đức Phật không thuyết pháp để Đức Phật để cho thuyết pháp tùy thuận duyên tùy thuận theo nhân quả Đức Phật thuyết pháp đó vì chú ý là như vậy nhé rồi cái dạng lời nói ái ngữ thứ năm đó là lời nói một cách mềm mại nhu nhuyến không phải những lời nói thô cứng không phải lời nói khó nghe đó là lời nói nhu nhuyễn mềm mại đức phật thuyết pháp từ thấp đến cao từ cái gần cho đến cái xa không bao giờ đức phật thuyết pháp thì chiều từ từ cao đến thấp từ xa đến gần đức phật không bao giờ thuyết pháp kiểu như vậy đức phật thuyết pháp một cách tuần tự theo thứ lớp cho người ta tuần tự thứ lớp nhé cho nên người ta mới có cái câu tán thán Là, là thuyết pháp phải sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Văn nghĩ đầy đủ, truyền dạy phạm hạnh thanh tịnh Chúng ta càng đọc chúng ta sẽ càng thấy Cái pháp của Đức Phật nó quá là vi diệu đi Đó là lời nói ái ngữ Rồi tiếp theo Là, là lợi hành Lợi hành tức là có những cái lợi ích nào có những sự an lạc nào thì đức phật xin xin lỗi hoặc là đức vua chuyện An vương đời trước của vua chuyện ấn vương đời trước của đức phật đã san sẻ những cái lợi ích của mình cho người khác bên chúng cô có cái câu là à, có vui cùng hưởng mà có họa cùng chia đấy vui cùng hưởng họa cùng chia đó là gọi là lợi ích à có những cái công việc nào thì người ta sẽ cùng nhau, người ta giải quyết cùng nhau, vượt qua khó khăn. Ừ. Có những lợi ích nào, có những cái uh, sự hạnh phúc nào thì người ta cùng nhau chia sẻ san sẻ những niềm vui cho nhau, không bao giờ có chuyện mà ở có trốn tránh trách nhiệm, không có chuyện bao giờ là có những cái uh, sự lợi ích nào mà người ta thu về cho bản thân của mình. Đó là sự lợi hành. Ngày nay uh, người ta có một cái tâm lý rất là hay nhé, à, nhiều người mà nhiều cái cái vị mà à, vị sếp á, à, nhiều cái vị sếp mà khi làm một cái công việc đó, khi giao công việc gì đó cho những người cấp dưới của mình họ làm á, à, khi giao công việc cấp dưới cho họ làm, sau đó thì họ thấy à, cái cấp dưới của họ làm sai, họ làm sai, mới để cái cấp trên của họ ấy, mới được của trách tại sao các à, các cậu để đi à, làm như vậy, làm như vậy không đúng bị người ta của trách, sau đó cái ông sếp đó ông ấy đổ lỗi hết lại cho những cấp dưới của ông ấy đổ lỗi hết ông để để ông ấy, ông ấy thoát tội đó <laughs> để ông ấy trốn tội để ông ấy trở thành một con người vô trách nhiệm đó, à. như vậy có bao nhiêu cái sự lỗi lầm nào đó, bao nhiêu sự hư hỏng nào đó ông đẩy cho những người cấp dưới, à. còn nếu trong trường hợp nào đó mà khi ông ấy giao nhiệm vụ cho những người cấp dưới của ông làm những người cấp dưới của ông làm tốt, à. thì bắt đầu là <laughs> Ông ấy vơ, ông ấy vơ hết những cái điều lợi ích tế về cho bản thân ông ấy. <laughs> có cái sai lầm nó đổ hết cho cho cấp dưới. <laughs> Còn có lợi ích nào có cái lời khen lời lợi ích nào. Ừ, công lao của tôi đấy. <laughs> rất là kỳ. Rồi ngay cả vấn đề trong trường học cũng vậy thôi. Quy để ý nhiều thầy cô cũng lạ lắm nhỉ. Khi mà học sinh nó học yếu á sự hiếm thấy có thầy cô nào mà tự nhận trách nhiệm về mình cả Hiếm thấy đó Hiếm có vị thầy cô nói Ở ừ, học sinh học yếu đó là do lỗi của tôi Vì tôi tôi dạy học trò nó không nghiêm Phương pháp dạy của tôi nó không phù hợp Vì tôi ít quan tâm đến học trò của mình Tôi đã không hiểu học trò của mình Tôi xin nhận trách nhiệm này về cho bản thân tôi Xin nhận bạn này Hiếm có thầy cô nào mà nhận trách nhiệm học trò học yếu là vì do lỗi của mình thường là thầy cô sẽ đổ lỗi và la học sinh của mình Là học yếu thì do nó lười học do gì 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 đó thường đổ lỗi cho học trò <laughs> còn nếu có một cái người học trò nào mà nó học giỏi nó được đi thi uh, cấp uh, huyện đi thi cấp tỉnh đi thi cấp quốc gia thì người ta mới nói đó là do công lao của thầy và trò <laughs> Quý vị để thầy quý thấy Vì sư, sư, có trong nghề giáo cho nên sư biết cái này mà mình Sư đã tiếp, sư đã tiếp xúc cái điều này sư biết mà có, có có những cái học sinh nào giỏi bắt đầu nói công lao của thầy và trò còn học sinh học yếu quá thì bắt đầu không dám nhận công lao vì mình toàn độ lỗi hết thì do học trò học yếu do người học cái gì 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 tại sao lại như vậy được yeah học yếu là cũng một phần là do thầy một phần do trò mà học giỏi cũng là một phần do thầy cũng là phải một phần do trò mình phải đánh giá một cái khách quan phải có chị phải có sự chấp nhận nhận trách nhiệm về mình thì đó mới xứng đáng là một cái người thầy đúng đắn chứ nếu mà người thầy mà cứ có cái gì nó tốt thì nhận về mình còn cái gì không tốt thì đẩy cho học trò thì như vậy dễ khiến cho những người học trò họ cảm thấy thiếu tôn kính và cái sự giáo dục cho đi đến thất bại quý hiểu chứ <laughs> như vậy thì có những lợi ích nào có những cái uh, điều gì tốt đẹp thì người ta phải san sẻ cho lẫn nhau và có sự gánh vác trách nhiệm cho lẫn nhau không có chuyện đi cái gì tốt thì nhận về mình có cái gì xấu thì đẩy cho người ta không. Và điều thứ tư điều thứ tư là đời trước của vua chuyển đến vương và, và bồ tát thì phải làm cái công việc đồng sự đồng sự đồng tức là cùng sự tức là công việc có những công việc nặng hay là công việc nhẹ hay là công việc à, nguy hiểm hoặc là ít nguy hiểm thì họ cùng nhau cùng nhau làm cùng nhau gánh vác cùng nhau làm cùng nhau gánh vác ví dụ như là đi làm cái công việc có lợi ích cho xã hội thì mọi người phải cùng nhau đóng góp cái khoản tiền của mình người nào không có đóng góp khoản tiền của mình thì người ta sẽ đóng góp công sức của họ như trong cái ngôi làng của sư trong ngôi làng của sư ngày xưa xưa ở thì ngày xưa cái, cái cái đường làng đó nó là một cái đường đất thôi mỗi lần xe đi qua và rất là nhiều xe máy nó, nó trơn nó trượt nó ngã và khiến cho nhiều người bị trở nên bị bầm tím tay chân không biết có ai bị gãy xương hay không chứ không biết chắc không có đâu thế là dân chúng cùng nhau họp bàn lại là chúng ta sẽ góp một khoản tiền lại với nhau cùng với khoản tiền của hỗ trợ của nhà nước là chúng ta sẽ làm một con đường bê tông người nào có công thì có sức khỏe thì hãy ra đóng góp công sức còn người nào không có công có sức khỏe thì có thể ra đóng góp tiền bạc gạo lúa ai có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu thì sự nhận thấy là cả làng cùng nhau chung sức lại cùng nhau làm sự rất hoàn hỉ mà điều mà sự đáng buồn cái là cái trường hợp mà người làm nhiều hơn đi ganh tị với người làm ít hơn người làm ít hơn thì lại không chịu à, đi làm thì dẫn đến các sự cãi lẫy trong cái việc con đảm đường đó cho nên người ta bảo là một người thì người ta làm việc bình thường mà hai người thì làm việc hăng hái mà lên đến bốn người thì bắt đầu họ ngồi cãi nhau họ ngồi cãi nhau tôi làm còn cậu không làm cậu không làm mà tôi làm vân vân đấy là cái người không có đồng sự người không có đồng sự người không đồng sự thì khó sống chung được với những người không đồng sự lắm và chính những cái công việc làm đồng sự như vậy nó sẽ giúp ích cho người ta cái việc giáo dục giáo dục mình nói sao mình làm vậy mình làm sao mình nói vậy thì nó giúp ích cho những người khác họ nghe theo chứ mình nói mà mình không làm hoặc mình nói một đằng mình làm một lẻo thì sẽ không có tính giáo dục đâu không ai nghe theo đâu nếu quý vị là những bậc cha mẹ trong gia đình Quý vị cấm con cái của mình à, Không được rượu, bia, không được thuốc lá à, Không được đi uh, chơi đêm, không được đi chơi khuya Quý vị cấm con cái của quý vị Nhưng quý vị là không thực hiện theo những lời đó Quý vị là những người lại uh, đi thường xuyên nhậu nhật, rượu chè, bia bia bọt rồi quý vị hát hò quý vị phì phèo quý vị điếu thuốc vì cấm con cái làm sao con cái nó nghe được đúng vậy phải đúng không? vì cha mẹ phải là cái bậc làm gương cho gia đình mình cấm con cái mà trong khi mình lại sử dụng thì cái sự giáo dục đó nó khó lắm khó lắm nhiều khi là nhiều đứa con đã thấy là cha mẹ cấm con mà cha mẹ sử dụng thì thì con cũng có quyền con sử dụng chứ và sư thấy ngày nay cũng nhiều ngôi chùa vậy đấy lạ kỳ lắm nhỉ ừ. nhiều khi thầy cô các thầy các cô vẫn là dạy học trò của mình như thế này là điều lành như thế này điều kia nhưng các thầy các cô không thực hiện đúng cho điều đó thì thành thử ra là các người học trò nó không có tôn kính sư thấy có một số ngôi chùa bây giờ uống bia uống rượu uống bia uống rượu thầy uống bia uống rượu sư ông uống bia uống rượu thì thành thử ra các đệ tử của ông uống bia uống rượu các đệ tử cháu cũng uống bia uống rượu hơn thành thử là để tử tử con và đệ tử cháu thấy cái ông sư ông ông thầy như vậy ông uống như vậy và là người ta nghĩ thầy mà còn uống bằng đấy uống chỉ tôi tôi không uống thầy còn hút thuốc uống chỉ tôi không dám hút thầy còn là tiền thầy trong tay thêm cả một cục uống chỉ tôi sau này tôi còn như thế nào nữa thành thử ra lời nói nó không có giá trị rồi thì thầy, các thầy mà uống bia uống rượu thì làm sao các thầy có thể truyền giới được cho phật tử biết không? làm sao các thầy có thể truyền giới cho quý vị phật tử? Cái thầy là người quy y Phật quy y pháp quy y tăng tức là theo Phật theo pháp theo tăng, các thầy truyền năm giới cho các đệ tử, cho những người phật tử, mà trong khi trong cái năm giới đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa rượu men đồ nấu. À các thầy uống bia uống rượu thì làm sao người ta nghe? làm sao người ta người ta, người ta, ta tôn kính? cho nên nhiều người Phật tử bây giờ họ bức xúc lắm. À, bảo các thầy bảo dạy chúng tôi là không được uống bia không được uống rượu không uống chất xanh mà trong khi đó các thầy lại uống bia uống rượu thì làm sao chúng tôi tôn kính các thầy được? Vì hiểu không? À, vì họ các Phật tử họ thấy các thầy chùa đó uống bia uống rượu rồi tiếp xúc với người nam người nữ một cách cầu thả thành thử ra là họ bất mãn với một chùa và sau đó họ bỏ chùa và rồi là sau họ thấy những vị thầy chùa khác họ nghĩ ở ông thầy đều chùa đạo cũng chắc như thế thế là họ có cái tính quy chuộc như vậy đem lại một cái sự mất lòng tin cho quý vị phật tử còn trên dưới như một thầy sao trò vậy thì chắc chắn nó có tích nó có tính thuyết phục rất cao mình nói sao mình phải làm vậy làm sao nói vậy và trong tất cả các vị thầy thì đức phật nào vị thầy đầu tiên như vậy đấy đức phật đã nói như lai like, nói gì làm vậy làm gì thì nói vậy cho nên mới được gọi là như lai like. như vậy cho nên người ta mới tôn kính đức phật nhất chứ Để hiểu không đức phật dạy sao đức phật làm vậy đức phật làm sao đức phật nói vậy À, nên chúng ta khen ngợi đức phật về giới thì nó quá bình thường rồi khen ngợi trí eh, tuệ của đức phật mới xứng đáng khen ngợi sự giải thoát giải thoát tịch trí kiến của đức phật mới thực sự là khen ngợi đức phật cái điều quy định như phật sao thì phật làm vậy phật nói sao làm vậy à, cho nên cái giáo pháp của đức phật trước sau ngày như một ngày không bao giờ nói hai lời đối lập nhau Ngài nói là từ lúc mà như lai thành đạo giữa cậu bồ đề cho đến lúc như lai nhập vô diệt Niết bàn lời nói của Như Lai không thay đổi, vì vậy mới được gọi là Như Lai. Và quả nhiên đúng là như vậy. chưa đọc hết các bài kinh Tạng kinh Nikaya và và nhiều các bài kinh A Hàm, chưa thấy rằng là Đức Phật thuyết pháp từ các bài kinh chuyển pháp luân cho đến phần Đức Phật nhập vô dư niết bàn, lời nói của Đức Phật trước sau như một, luôn luôn khuyến khích con người ta tự lỗ lực tu hành và không có một bài kinh nào mà đức Phật khuyến khích con người ta dựa dẫm vào đức Phật để mà tìm sự cực, giải thoát cả. Còn những cái bài kinh không thuộc kinh A Hàm và kinh Nikaya đó, chứ chẳng biết là kinh này ở đâu ra nữa. sự kinh là nhiều khi kinh giả, là Đức Phật này giới thiệu một cái vị Phật khác và thắng cứu độ được chúng sinh, bảo người ta dựa dẫm vào cái ông Phật đó để tìm cầu sự giải thoát cho bản thân họ. Để trước thì nói thế này sau nói thế nào nhiều cái bài kinh bên Phật giáo Đại thừa là như vậy chứ còn mấy bài kinh trong Tạng A Hàm của Phật giáo Đại thừa hoặc là kinh Nika gia của Phật giáo Nguyên Thủy trước sau Phật nói như một không bao giờ Đức Phật nói hai lời đâu đối lập nhau đâu không bao giờ Đức Phật nói là đối lập nhau đâu rồi nhiều người đã bao biện cho cái những bài kinh ngụy tạo này người ta bảo ơi Phật tùy căn cơ phương tiện Đồ hóa chúng sinh Chứ là người này Đức Phật dạy thế này người kia Đức Phật dạy như thế kia người ta người ta bao biện cho lý luận cho cái điều đó vì căn cơ phương tiện độ hóa chúng sinh chúng ta phải đến nhớ là tùy mức độ Đức Phật à, đúng là tùy căn cơ phương tiện Đức Phật độ hóa chương sinh nhưng không có một bài kinh nào Đức Phật dạy con người ta phải dựa dẫm vào Đức Phật tìm câu sự giải thoát ở nơi Đức Phật cả trong tất cả các bài giảng của Đức Phật Đức Phật luôn khuyến khích con người ta tự lỗ lực tu hành tự tìm cầu sự giải thoát cho chính mình không có bài kinh nào đức phật nói, hãy dạy hãy dựa vào đức phật hãy dựa vào một cái vị thầy nó mà cứ chỉ cần cầu nguyện với vị phật đó sẽ đưa đến sự an lạc quý chú ý nhé tất cả các bài kinh trong bài kinh a hàm và tất cả các bài kinh trong tạng kinh dikaya đều là tự lỗ lực tu hành mà thôi trước sau như một như vậy vậy cho nên mới gọi như lai like. Chứ còn kiểu như lai trước nói thế này sau nói thế nọ thì đó không phải là như lai đó là lời của ma nói đó là lời ma nói không phải lời phật nói à. chính vì à, sư tổng kết lại chính vì ngài làm bốn cái điều như vậy tức là bổ thí ái ngữ lợi hành à. vì lý do như vậy cho nên à, sau khi thân hoại mạng chung thì à, À, đức à, Phật hoặc vua kiếp à, trước của Đức Phật là vua truyền lên vương được tái sinh nên cõi trời cõi người à, tái sinh cõi trời sau khi hết phước báo cõi à, hết phước báo cõi trời xong được tái sinh lại cõi đời này ngài có một cái à, thân tướng đó là tay chân mềm mại con lưới da ở giữa các kẽ ngón tay các kẽ ngón chân và chỉ có Phật mới có còn người không phải là Phật hoặc vua truyền nên vương không có hình tướng này. Người không phải là Phật vua chuyển đến vương thì các kẽ ngón tay, các kẽ ngón chân đều hở như thế này hết à. Rồi, à, Nếu cái người này mà được tái sinh là có người trở thành vua chuyển đến vương Thì có được lợi ích như sau Thì người ta sẽ khéo thâu nhiếp được các cư sĩ, các bà là môn, thị dân, thôn dân, tài chính quan, tư pháp quan, thủ môn quan, các đại thần Chư hầu hào phú, các vương tử, làm vua thì được như vậy Còn nếu người đã làm Phật thì do các thiện nghiệp đó, thì người này có có khả năng thu phục, nhíp phục được các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, các nam nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, a Atula, Long Thần, cả Thát Bà làm Phật được như vậy. như chưa tại sao chỉ có Đức Phật đã chỉ có bốn hạng người xứng đáng được tôn thờ. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Phật độc giác thứ ba là thánh đệ tử của Đức Phật và thứ tư là vua chuyện nhân vương mặc dù là vua chuyện nhân vương chỉ là một phàm nhân thôi nhưng mà cũng xứng đáng được tôn thờ đó chỉ có bốn hạng người này mới xứng đáng là tôn thờ mà thôi bởi vì kiếp trước của vua chuyện nhân vương làm rất nhiều các thiện nghiệp kiếp trước của các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật làm rất nhiều các thiện nghiệp xứng đáng được tôn thờ xứng đáng được cúng dường xứng đáng là tôn trọng kiếp trước của Phật độc giác các ngài cũng đã từng làm nhiều các thiện nghiệp, làm nhiều các điều phúc báo Trên kiếp này các ngài trở thành Phật độc giác và cũng xứng đáng tôn thờ. Và đứng đầu trên tất cả các vị này đó chính là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Điển hình như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chính là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đã trải qua tới 20 a tăng kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. Các ngài đã bồi bổ ba la mật những điều mà người ta không dám làm. Những điều mà chỉ có Bồ Tát làm được còn người thường không làm nổi. Vì vậy cho nên là Đức Bồ Tát, à, Đức Phật xứng đáng được tôn thờ là vì lý do như vậy đó. À, vậy rồi thì à, như vậy xin tổng kết lại, à, tổng kết lại vì đời trước của Phật hoặc là vua chuyển nên vương làm đầy đủ bốn nhiếp pháp bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự, cho nên à, kiếp này của Phật là vua chuyển nên vương có một cái thân tướng khác người đó là tay chân mềm mại có À, lưới da ở giữa các ngón tay ngón chân. Hôm nay chị, sư chỉ phân tích một cái uh, duy nhất một cái tướng này của đức phật mà thôi. thì uh, bài giảng của sư hôm nay cũng đã được kết thúc rồi. sư cũng xin uh, chúc quý vị phật tử một đêm uh, hạnh phúc an lạc. qua ngày mai sư sẽ uh, nói tiếp cho quý vị phật tử làm tại sao mà mắt cá <laughs> mắt cá chân của đức phật lại tròn như con sò. tại sao cái lông của đức phật cái tóc của đức phật lại xoáy theo hình thẳng đứng lên giống như con ốc sên sao như vậy ngày sư sẽ giải thích qua bài giảng ngày mai nhé giờ sư dừng bài giảng ở đây rồi sao thụ sao thụ